Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bệnh nhân sống sót sau khi mắc COVID-19 và bị viêm phổi nặng, có nguy cơ mắc di chứng mất trí nhớ và tâm thần rất cao. Ninh Thuận, cụ bà 93 tuổi có con bị liệt hai chân, bị đập bỏ căn nhà tình thương do Thủ tướng Chính phủ xây cho. Nghiên cứu mới, tin vui với những người tiêm vaccine Pfizer, 3 mũi vaccine của hãng này có thể hiệu quả trong việc chống lây nhiễm với biến chủng Omicron. Ai cũng nên biết, 4 dấu hiệu giúp phát hiện ung thư sớm trước 3 năm. Trung Quốc tiếp tục triển khai đợt xét nghiệm mới COVID-19 với hàng chục triệu dân. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Ninh Thuận, cụ bà 93 tuổi có con bị liệt hai chân, bị đập bỏ căn nhà tình thương do Thủ tướng Chính phủ xây cho. Thưa quý vị, bà Châu Thị Ở, năm nay đã 93 tuổi, cùng với con trai bị liệt hai chân đang sinh sống yên ổn trong ngôi nhà đại đoàn kết ở thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thì bị cưỡng chế đập bỏ. Trước đó, gia đình bà đã mua mảnh đất 80m² của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoàng Trang ở xã Tân Hải theo hình thức giấy viết tay. Do gia đình neo đơn thiếu hiểu biết nên gia đình bà Ở cũng không đến cơ quan chức năng để đăng ký quyền sử dụng đất. Vào năm 2010, gia đình bà Ở được Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải phê duyệt hỗ trợ kinh phí để xây nhà đại đoàn kết theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây nhà hỗ trợ gia đình thuộc diện nghèo. Và điều đáng nói, vào năm 2012, bà Trang, người đã bán đất cho bà Ở, đi làm sổ đỏ với 216m², người này gộp luôn diện tích 80m² dù đã bán. Sự việc thêm rắc rối khi gia đình bà Trang nợ một người khác số tiền lớn, không có khả năng chi trả và bị kiện ra tòa, buộc phải gán nợ toàn bộ khoảnh đất nêu trên. Theo luật pháp và giấy tờ pháp lý, tòa án quyết định giao toàn bộ khoảnh đất trên cho chủ nợ. Căn nhà bà Ở bị đập, trong khi mẹ con bà Ở phải đi ở nhờ nhà người thân. Về vấn đề này, Ban Nội chính tỉnh Ninh Thuận cũng đã xác định việc kê biên và bán đấu giá căn nhà bà Ở là chưa đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, xâm phạm chỗ ở hợp pháp của mẹ con bà Ở. Tuy nhiên đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết và gia đình bà Ở vẫn đang ở nhờ, trong khi ngôi nhà của chính mình mua đã bị đập bỏ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bệnh nhân sống sót sau khi mắc COVID-19 và bị viêm phổi nặng có nguy cơ mắc di chứng mất trí nhớ và tâm thần rất cao. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo các nhà khoa học, hiểu được gánh nặng tàn tật lâu dài của những người sống sót sau nhiễm SARS-CoV-2 thể nặng là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Sự xuất hiện của chứng sa sút trí tuệ có thể làm tăng gánh nặng tàn tật ở các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng sau đó khỏi bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phân tích 10.403 bệnh nhân bị viêm phổi liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2, kiểm tra nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ từ 30 ngày trở lên kể từ ngày nhập viện do COVID-19. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 3% số người tham gia đã phát triển chứng sa sút trí tuệ mới khởi phát trong khoảng thời gian trung bình là 182 ngày. Nguy cơ sa sút trí tuệ mới khởi phát cao hơn đáng kể khi bị viêm phổi liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2 so với viêm phổi không liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2. Các báo cáo cho thấy, tình trạng suy giảm nhận thức từ nhẹ đến nặng bao gồm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung, chức năng điều hành và chức năng không gian thị giác sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Theo các nhà khoa học, những phát hiện này cho thấy một vai trò quan trọng trong việc sàng lọc những khiếm khuyết về nhận thức ở những người sống sót sau nhiễm SARS-CoV-2 thể nặng, điển hình như là kiểm tra tình trạng tâm thần. Nếu phát hiện các triệu chứng về nhận thức sau khi khỏi COVID-19, có thể cần phải chuyển tuyến để đánh giá toàn diện về tâm thần kinh để đưa ra các khuyến nghị điều trị thích hợp. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ai cũng nên biết, 4 dấu hiệu giúp phát hiện ung thư sớm trước 3 năm. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo điện tử Thanh Niên, nghiên cứu lớn được đăng tải trên tạp chí Y khoa Anh BMJ đã chỉ ra 4 triệu chứng báo động dự báo ung thư sẽ xảy ra vào 3 năm sau. Các triệu chứng mà các nhà nghiên cứu tập trung vào đó là 1. Có máu trong nước tiểu. Thứ 2. Ho ra máu. Thứ 3. Khó nuốt. Thứ 4. Chảy máu trực tràng. Suốt 3 năm theo dõi, trong số 11.108 trường hợp bắt đầu tiểu ra máu, có 472 ca xảy ra ung thư đường tiết niệu ở nam và 162 ở nữ. Trong số hơn 4.800 ca bắt đầu ho ra máu, có 300 ca xảy ra ung thư đường hô hấp vào 3 năm sau. Trong số 6.000 trường hợp bắt đầu khó nuốt, có 230 ca mắc ung thư thực quản 3 năm sau. Trong số 15.300 ca chảy máu trực tràng, có 340 ca chẩn đoán ung thư đại trực tràng vào 3 năm sau. Các nhà nghiên cứu kết luận, các triệu chứng báo động mới bắt đầu giúp tăng khả năng chẩn đoán ung thư, đặc biệt là ở nam giới và những người trên 65 tuổi.
Dịch vụ y tế quốc gia Anh lưu ý rằng, không phải trường hợp nào gặp các triệu chứng nêu trên cũng là ung thư, tuy nhiên có tỷ lệ rất cao và cần phải khám sớm. Phát hiện ung thư sớm giúp việc điều trị dễ dàng hơn. Tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư của Anh giải thích rằng, nếu bạn hiểu rõ cơ thể mình và biết được điều gì là bình thường, bạn sẽ dễ nhận biết được bất kỳ thay đổi nào. Đừng ngần ngại đi khám ngay nếu gặp các triệu chứng dai dẳng, không giải thích được hoặc là bất thường. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Nghiên cứu mới. Tin vui với những người tiêm vaccine Pfizer. 3 mũi vaccine của hãng này có thể hiệu quả trong việc chống lây nhiễm với biến chủng Omicron. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo điện tử Việt Nam Plus, những liều vaccine cơ bản chỉ phát huy một phần hiệu quả ngăn chặn lây nhiễm biến chủng Omicron. Nhưng mũi tăng cường, đặc biệt là vaccine Pfizer, BioNTech và Moderna, làm tăng kháng thể hỗ trợ chống lây nhiễm biến chủng Omicron. Omicron chứa một số lượng lớn các đột biến, cho thấy khả năng nhận biết của các kháng thể trung hòa virus có thể bị tổn hại. Nhà nghiên cứu Alexander Mui và các đồng nghiệp tại BioNTech đã thử nghiệm chủng Omicron với huyết thanh của 51 tình nguyện viên đã được tiêm 2 hoặc 3 mũi vaccine của Pfizer. Một tháng sau khi tiêm mũi thứ 3, hiệu quả trung hòa biến thể Omicron đã tăng gấp 23 lần so với mũi thứ 2. Dữ liệu cho thấy, mũi vaccine thứ 3 của Pfizer-BioNTech làm tăng khả năng miễn dịch dựa trên kháng thể chống lại biến chủng Omicron, phù hợp với các quan sát trước đây. Những người đã được tiêm chủng vẫn có tỷ lệ lây nhiễm, nhưng nếu nhiễm virus sẽ có các triệu chứng nhẹ, vì các mũi tiêm kích hoạt nhiều lớp phòng thủ trong hệ thống miễn dịch và khiến Omicron khó vượt qua tất cả. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Trung Quốc tiếp tục triển khai đợt xét nghiệm mới COVID-19 với hàng chục triệu dân. Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 5, tất cả người dân sống và làm việc tại 12 quận của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ phải làm xét nghiệm acid nucleic 3 lần liên tiếp. Đây là một trong các biện pháp của chính quyền thành phố nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lây lan. Phát biểu trong cuộc họp báo chiều ngày mùng 2 tháng 5, Phó Giám đốc Cơ quan Y tế thành phố Bắc Kinh Li Yang cho biết rằng thành phố đã tiến hành một số vòng xét nghiệm acid nucleic trên diện rộng từ ngày 25 tháng 4 đến nay, giúp phát hiện hiệu quả nguy cơ lây nhiễm và ngăn chặn virus lây lan. Theo CDC Bắc Kinh, thành phố này chỉ ghi nhận 41 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 9 ca không triệu chứng trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong thành phố trong đợt dịch lên 400 ca. Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4, chính quyền thành phố đã quy định tất cả người dân muốn vào các khu vực công cộng, các điểm tham quan, khách sạn hay là nhà nghỉ đều phải trình giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Tất cả nhà hàng trong thành phố dừng phục vụ tại chỗ, thay vào đó sử dụng dịch vụ giao hàng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 5, theo quy định của Cơ quan Quản lý Thương mại Bắc Kinh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.